Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của UK Nail Queen. Hôm nay Quyên sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu nail rất là dễ thương. Cái mẫu nail này là cái mẫu nail được làm lại, được infill lại nha các bạn nha. Và cái điều đặc biệt là cái mẫu nail này nó được infill trên một cái nền màu neon hồng của cái bộ móng cũ. Vì vậy cho nên nó rất là khó ha các bạn. Cho nên là Quyên đã quay lại để cho các bạn xem để cho các bạn làm ở trên cái bộ bàn tay này. Hồi lúc trước họ đã làm ba ngón neon, ngón út, ngón danh và cái ngón cái, là ba cái ngón màu neon rất là đậm luôn. Hôm nay họ đem đến một cái mẫu khác kêu Quyên làm lại cho họ, nhưng mà lại là khổ cái là phải làm trên cái nền đó đã đậm rồi. Nếu mà chúng ta làm đậm hơn thì nó rất là dễ, nhưng mà bây giờ họ bắt Quyên làm cái mẫu này nó phải là nhạt hơn cái màu natural nằm phía trên. Vì vậy cho nên là Quyên đã cố gắng hết sức để Quyên mài này, các bạn nhìn thấy không, Quyên mài cái những cái móng neon này Quyên mài rất là mỏng lại rồi, nhưng mà không, chúng ta không thể nào lấy đi hết được cái bột neon cũ được, vì nó nếu mà chúng ta lấy sâu xuống nữa thì chúng ta sẽ làm cho khách bị nóng, cái tay khách bị nóng. Nhưng mà nếu mà chúng ta khách đã không chịu phá móng, khách đã không chịu làm mới mà khách lại muốn infill. Thứ nhất là người ta đỡ tốn tiền á các bạn. Thứ hai nữa là người ta có nhiều khách, người ta dị đó, ý của người ta vậy đó. Vì vậy cho nên là Quyên sẽ biến hóa cái bộ móng này cho nó trở nên giống như là trong cái đầu video Quyên đã quay cho mọi người xem. Thì bây giờ mọi người hãy vào video và xem cùng Quyên. Video trước thì Quyên đã hướng dẫn rất là nhiều cho các bạn cái cách mà để các bạn infill ombre. Thì trong cái bài infill ombre đó Quyên có nói rất là nhiều cái trường hợp mà để chúng ta làm infill. Có nhiều cái infill nó rất là dễ và có nhiều cái infill nó rất là khó. Khi mà ý của khách muốn đi ngược lại với cái thuận theo, khách không thích thuận theo tự nhiên mà khách muốn đi ngược lại. Vì vậy chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phải chiều khách thôi các bạn ha. Thì trong video hôm nay Quyên sẽ không nói nhiều nữa, và Quyên sẽ cài một số nhạc vô để cho các bạn nghe giải trí. Thường thường những video của Quyên thường là Quyên hướng dẫn rất là tỉ mỉ, Quyên ít có cài nhạc lắm. Nhưng mà hôm nay Quyên muốn đổi không khí cho các bạn. Vì vậy cho nên là Quyên sẽ không có nói nhiều, Quyên sẽ cho các bạn nghe một số nhạc rất là dễ thương ở trong cái video này ha. Và các bạn, Quyên tin rằng khi mà các bạn nhìn vào video, nhìn vào cách Quyên làm thì các bạn sẽ hiểu thôi. Hẹn gặp các bạn trong các video sau, Quyên sẽ dạy tỉ mỉ hơn. Trong video này thì những cái căn bản Quyên đã nói hết rồi, vì vậy cho nên là Quyên sẽ không có nói nhiều nữa ha. Quyên sẽ dành thời gian cho các bạn để cho các bạn nghe nhạc và các bạn xem Quyên làm. Rồi, chúc các bạn xem thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch bệnh này nha. Và có gì các bạn mà không có hiểu thì các bạn cứ comment phía dưới, Quyên sẽ trả lời cho các bạn. Xin chào các bạn. Anywhere you go.